và thú vị và mình có thể biết được thêm những cái món Việt Nam nó như thế nào. Tôi thì hơi sợ, bởi vì nếu phải ăn mắm tôm thì tất cả những mắm khác thì phải là người Pháp đây. Chào mừng quý vị tất cả các bạn, đây là đại đội ăn chơi. Và đại đội ăn chơi hứa hẹn với các bạn là sẽ rất là cố gắng để chiến thắng, bởi vì ai cũng rất là đói. Khen ai thì cứ nói là ô bạn thiệt là tào lao. Cái kia là cái gì? Nói chung là ngon. Là được ăn. Ngon hơn tất cả các món mà đi từng ăn. What are you doing? Oh, mở rồi. Okay. Mời quý vị xem chương trình Thiên Đường Ẩm Thực vào 20 giờ tối chủ nhật trên kênh HTV7.